Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh channel của nhạc cụ Minh Phụng. Mình là Trung Tính. Và hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn một chức năng tiếp theo, đó chính là chức năng duo, hay gọi là chức năng trộn tiếng. Các bạn có thể trộn hai tiếng lại với nhau trên cái đàn Cosman K250 này. Và sau đây mình xin đi vào chi tiết nhé. Rồi sau đây mình xin hướng dẫn các bạn chức năng duo, hay còn gọi là chức năng trộn tiếng trên đàn Cosman K250. Thì việc đầu tiên, để trộn tiếng thì các bạn cần xác định hai tiếng các bạn cần trộn lại với nhau. Ở đây thì mình chọn cái tiếng grand piano và cái tiếng violon nhé. Thì các bạn chọn voice và chọn 004, hoặc tùy các bạn. Ở đây mình chọn 004 là tiếng grand piano. Và các bạn nhấn nút duo ở trên thanh này nhé. Các bạn nhấn nút duo và các bạn chọn tiếng thứ hai. Ở đây là mình đã chọn là một tiếng 187 này. Các bạn có thể thay đổi. Đấy, thì các bạn đánh và nghe thử. Đó, các bạn có nghe chưa? Đây, mình tắt chức năng duo, nó chỉ là tiếng grand piano thôi nè. Bây giờ mình nhấn chức năng trộn nè. Rồi, ok. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu video có hay hoặc bổ ích, các bạn hãy ấn like và subscribe đăng ký kênh để chúng mình có thể làm những video tiếp theo hướng dẫn các bạn nhé. Nếu các bạn có điều gì thắc mắc hoặc cần hiểu biết thêm về chức năng của đàn Cosman K250 hoặc dòng đàn organ khác, các bạn hãy để lại comment bên dưới, chúng mình sẽ làm video hướng dẫn các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.